Thông tin tới các cơ quan thông tấn báo chí địa phương và trung ương về một số kết quả nổi bật trong công tác bảo vệ môi trường, thực trạng và giải pháp khắc phục vấn đề ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Hưng Yên là một trong những nội dung chính tại hội nghị giao ban báo chí quý 1 được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức sáng nay. Đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Trong quý 1 năm 2023, các cơ quan báo chí của tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, thông tin cơ bản, kịp thời, đầy đủ các sự kiện chính trị, tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trang thông tin điện tử, fanpage của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên được đánh giá đã nhanh chóng cập nhật các tin tức, sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh. Quý 2 năm 2023, các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về một số cuộc thi chính luận, các ngày kỷ niệm dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, tháng công nhân, tháng vệ sinh an toàn thực phẩm, việc triển khai thi công các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh, tiếp tục mở các chương trình chuyên mục mới. Các địa phương, ngành chức năng cần tăng cường phối hợp, cung cấp thông tin khi phóng viên liên hệ tác nghiệp. Tại hội nghị, sau khi nghe đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin về thực trạng và phương hướng giải pháp khắc phục vấn đề ô nhiễm môi trường, lãnh đạo các cơ quan báo chí đã đặt nhiều câu hỏi, đề nghị được làm rõ, như giải pháp khắc phục tình trạng doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp xả thải cũng như các doanh nghiệp xả thải nhưng dưới mức phải thực hiện quan trắc tự động, công tác xử lý thu gom rác thải và nước thải, đặc biệt là ở các vùng nông thôn, việc tăng cường giải pháp quản lý bảo vệ môi trường ở các khu đô thị mới và khu công nghiệp mới trên địa bàn tỉnh. Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Hồng Vận đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, tăng cường tuyên truyền chủ trương chỉ đạo của tỉnh và việc thực hiện các nghị quyết về đảm bảo công tác vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó, tiếp tục bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh từ nay đến cuối năm để xây dựng kế hoạch tuyên truyền của cơ quan đơn vị mình, chú trọng nêu các tấm gương tiêu biểu, các mô hình làm tốt, tăng cường phản ánh những vấn đề mới phát sinh trong thực tế để phản ánh đến các cơ quan chính quyền, đồng thời có tác dụng cảnh báo, định hướng dư luận xã hội.